Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Người Minh. Duy Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng soi sơ qua một cao thủ thiên tân chủng môn. Thực sự là một trong những cao thủ cũng có thể nói rằng một trong những thiên cực kỳ có tiếng ở cùng với chủ ý chính Giang Sơn Đại Giang Sơn Ký Sử này. Và anh em cùng soi xét đồ của cao thủ này như thế nào và ra sao em ơi. Thực sự là vừa rồi Khải có nhìn sơ qua thì ạch này xét đồ này thực sự là quá đẹp anh em ơi. Rồi ok, đầu tiên chúng ta cùng xem sơ qua thì ạch này đang có cho mình đó là hạng 14 của server. Theo mà hạng 14 Khải đánh giá là khoảng tầm cấp 133 134. Đây anh em à, top 1 Thế Yên. Đó, top 1 Thế Yên với một cấp 134, hạng 14 của server Thế Yên top 1. Và bây giờ chúng ta cùng xem sơ qua thử xét đồ như thế nào em ơi. Và là một trong những Thế Yên tăng chủng môn. Rồi chúng ta cùng xem sơ qua thì đầu tiên đang sử dụng cho mình một set Newton dây chuyền làm trọng 40, match up thường đói. Một áo cực phẩm Newton, kỹ năng 1 cấp, sinh lực 200, kháng độc 25. Một cái nhẫn Newton 25 nội công, cái này thì mang vào được kết đồ thôi, tại vì đi hướng đao thì cái nhẫn này không quan trọng lắm. Một cái ngọc bội Newton cực phẩm. Đầu tiên ở cái set cực phẩm như thế này thì dao động khoảng tầm gần 3 triệu Việt Nam đồng. Thời điểm hiện tại thì khoảng tầm 3 triệu Việt Nam đồng cho anh em sở hữu. Khoảng 3 triệu, 3 triệu hơn gì đó, nói chung là tùy người mua người bán thôi, nhưng mà theo mà Khả để ý thì khoảng tầm 3 triệu. Ngọc bội này khoảng 1 triệu, áo này khoảng 1 triệu hơn. Nói chung là tương đối của hai cái set qua set lại cũng được 3 triệu. Rồi tiếp tục. Đang sử dụng cho mình một bao tay kim quang. Và bao tay kim quang này thì ở server thì đấu giá cũng như là đua top băng hội, đua top cá nhân. Thì bao tay này hạn sử dụng trong vòng 3 tháng nữa ơi. Và bao tay này nếu mà đợi đấu giá được thì bao tay này bèo lắm cũng phải 7 triệu cho đến 9 triệu Việt Nam đồng nữa ơi. Bao tay này bèo lắm cũng phải 7 triệu đến 9 triệu Việt Nam đồng. Đó, hai món hai cái này không đã gần 10 triệu rồi. Tiếp tục sử dụng cho mình tiếp tục một cái nón định quốc cực phẩm. Một cái nón định quốc cực phẩm thì đầu server những cái nón này thì cứ giá tầm 7-8 triệu một nón lận em ơi. Tầm này thì chắc cũng rẻ tiền lại rồi, khoảng tầm khả nghĩ nón này khoảng để mà mua chắc khoảng tầm này khoảng tầm 2 triệu hơn. 2 triệu hơn cái nón này. Mắt đỏ cực phẩm. Tiếp tục là một cái đao Tê Hoàng Phụng Nghi Giới Đao, một cái đao hoàng mười lên tiệt. Cái đao này thì đã lên được cấp 2 nha em ơi. Đao bình thường thì khoảng tầm 1 triệu và đao này ép lên cấp 2 thì chắc cũng tốn cũng khá ít tiền nữa em ơi. Thì cái đao này ở thị trường khả nghĩ chúng tầm hơn 2 triệu cho đến 3 triệu cái đao này. Ép lên cấp 2 rồi. Và sau khi ép lên được cấp 10 nha mọi người. Sau khi ép lên được cấp 10 nè. Thì tốc độ đánh nó sẽ lên là 40. Và sát thương nó là 40. Và kỹ năng 9x bình tung vô ảnh theo hướng đao sẽ được 1 cấp nha nè. Đó. Này mới cấp 2. Cố gắng thêm 8 cấp nữa sẽ được theo ý muốn thôi. Rồi. Tiếp tục là một đôi giày tóc 33. Kháng lôi 28 thì vừa mọng vừa tóc chạy của Thí Yên. Sau khi búp tiệt ảnh lên thì kèm với 33 này khả nghĩ chắc vừa tóc của anh ta này, kháng lôi 28, đôi giày này chắc cũng vài trăm nghìn. Đai lưng sinh lực 121, kháng lôi 30. Nói chung những món kháng lôi thì ở server cũng khá rẻ thôi người. Đai lưng này cũng giá cũng tầm vài trăm nghìn. Một cái nhẫn kim quang kỹ năng 1 cấp. Nhẫn này thì đi thiên đớ này mà hàng ngày sẽ mở ra, hạn sử dụng 3 ngày. Nhẫn này vị trí là khoảng tầm 3 kim hơn thì có thể nằm khoảng tầm 200 hơn 200 nghìn Việt Nam đồng trong vòng hạn sử dụng 3 ngày. Và sở hữu một cái phi phong kỹ năng 1 cấp. Thì phi phong này cũng dạy nè mà, tương đối cứ 1 ngày tương đương khoảng 1 kim. Thì hạn sử dụng bao nhiêu thì mình không rõ. Thì tổng qua sơ qua cái set đồ này thì kèm với con ngựa này mà, cũng bông tiêu nữa. Bông tiêu này hiện tại server khoảng tầm giá 8 cho đến 10 triệu Việt Nam đồng. Giá bèo lắm là phải 8 triệu, giá cao lắm là phải 10 triệu nè mà. Nói chung là nằm khoảng từ 8 đến 10 triệu. Tổng set đồ này nè mà, tổng set đồ Newton nè. Bao tay kim quang hạn sử dụng 3 tháng. Nón định quốc cực phẩm, set cực phẩm Newton và kèm với đao thì nói chung là kèm với con ngựa thì tổng set đồ này trên dưới khoảng tầm 20 triệu nè mày. Và sau khi lên tăng chủ môn thì sẽ được một ấn tín Thí Yên tăng chủ môn nè mày, kháng tất cả năm và bên tông vô ảnh 1 cấp và bên tâm tiên tưởng 1 cấp nè năm đó. Và đang sở hữu cho mình một bạn nạ kháng cả năm, một trang sức kháng cả năm. Chiếc bạn này thì nhìn sơ qua thì rất là đẹp nè mày. Và có một cái đặc điểm đặc biệt hơn ở đây là ạc này đang có cho mình đó là 6 kỹ năng vốn có nè mày, và đạt tốc 126 nè mày. Với Thí Yên đạt tốc 126 thì thực sự là quá tuyệt vời. Thì hiện tại như em đã biết thì cái vầng trăng trên đầu này em ơi. Vầng trăng trên đầu là kỹ năng 2 cấp và kèm với một cái thanh kiếm của sơn hàng 3 nữa. Thì mỗi nhân vật sẽ được cho mình là 3 kỹ năng vốn có rồi. Kèm với áo Newton là 4, kèm với phong là 5, kèm với nhẫn là 6 kỹ năng vốn có. Và kèm với cái đào tóc 32 nữa thì đẹp này đang sở hữu cho mình là đạt tóc 126 nha em ơi. Hàng gì vào tống kim ông này phạt. Thực sự là đánh rất là nhanh và chém rất là đau nè mày. Thực sự là một ạc Thí Yên rất là đẹp luôn.
và Tây Kim Quang. Sự đồ thực sự là Thúy Yên quá pin. Tính đó thì đến nãy thì này thì thực sự là đang có hai món khăn lôi thôi. Nói chung là kèm với cái này khá cả. Nói chung thì ạc này khăn lôi cũng không cao lắm anh em ơi. Nói chung là chỉ trên dưới khoảng 75 thôi. Với lại có cái sơn hà 2 nữa anh em ơi. Sơn hà 2 này sẽ tăng cho ạc của mình với lượng khăn cả trên 10. Thì ạc này là khải tính thì ạc này kèm với mặt nạ khăn cả 5, trang sức khăn cả 5. Và cái đó cái sơn hà 2 này nữa là khăn cả 20 đi. 20, kháng cả 20. Kèm với cái này thì khả nghĩ lượng kháng loại này cũng trên dưới khoảng 75-70 rồi đó thôi. Chứ cũng không có được 75+1 đâu. Tại vì đa số là bằng phòng thủ khá là nhiều. Nói chung là bỏ tuyệt đối kháng loại luôn. Nhưng mà với này thì Khải khẳng định với em vào tống kim này mà. Ở ngoài thì Khải, ở ngoài thì hơi rén với anh Võ Đan đi. Hội đồng này nọ hơi rén với anh Võ Đan. Nhưng mà vào tống kim thì Khải nghĩ này thực sự Võ Đan gặp anh này chắc một phọc này mà. Tăng hình một phát là một phọc là một đống luôn. Không có cái thứ hai luôn. Tại vì trước Khải có chơi Thủy Yên với cấp 152 rồi Khải biết. Tầm này đạt mốc 126 đánh phê lắm rồi em ơi. Quá phê luôn. Một đao này quá đẹp rồi. Rồi, một ngựa kháng cả 7. Kèm với ngựa kháng 7 nữa. Trong lạc này chắc kháng lôi chắc vừa tròn 75. Trừ luôn ấm cái âm kháng của đạn theo đạn cấp thì chắc là khoảng tầm 75. Rồi, quá đẹp anh em. Quá tuyệt vời luôn. Đây anh em không? Một trong những Thúy Yên nhìn sau khi có cái vòng con ngựa nè anh em không? Kháng cả 7 nè mày. Là cái vòng ngựa kháng cả 7 nè. Khải cũng đang có trong người á. Khải thì có dòng đó kèm theo cái vòng vàng nữa nên là Khải vòng khá là nhiều. Đó. Quá tuyệt vời. Cái này thực sự là đánh 1-1 là cũng có thể khá đẹp. Như ạc đường môn Khải mà gặp ạc này chắc là tàng hình một phọc nè mày, không có cái thứ hai luôn nè. Anh Châu ảnh vừa trong khi đó mình xây ảnh mấy cái rồi mà ảnh không chết được. Nhưng mà anh chỉ còn tàng hình meme mình đang đứng làm một cái gì đó, anh chỉ còn một tàng hình 1+1 là mình nằm một đống rồi. Rồi. Thực sự là một set đồ của Thúy Yên đào khá là chuẩn ở phiên bản đồ xanh em ơi. Và anh em đang theo dõi ở cộng với chủ S9 Giang Sơn Ký Sử, trang chủ game Công Thành Chiến Xưa.net, một trong những phiên bản hoạt động một tay không kéo xe. Và đây là phiên bản đồ xanh hoàn toàn 100% em ơi. Và vừa đây thì sau khi server đã hơn 1 năm hơn thì Adder mới xuất hiện thêm một cây hồng mỹ lân tiệc thôi anh em ơi. Chứ hồi xưa đa số đồ xanh thôi. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì đã lên đồ cái cây vũ khí này nữa thì sự là rất là bá cho Thúy Yên. Và những chỉ có những anh em nào đam mê Thúy Yên thì họ mới chơi đến đẳng cấp như thế này thôi anh em ơi. Thiệt sự luôn. Rất là ok luôn. Với số kỹ năng như thế này thì chém khỏi chơi anh em ơi. Rồi. Di Khải thay mặt AE Tướng Anh cũng như là thay mặt kính chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên ủng hộ cho Thúy Yên Tân Chủ Môn. Tháng 12 này một like chia sẻ ủng hộ chơi video nha anh em ơi. Và xin kính chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. Và không gì hơn thì anh em đang xem thì đừng quên kích ngay vào nút like chia sẻ ủng hộ video của Khải. Và hãy xem like của Khải trực tiếp hoạt động của cùng mấy chủ S9 Giang Sơn Ký Sử này vào lúc 7:30 hàng ngày cũng như là trưa 11:30 hàng ngày mọi người. Và cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn anh em ở mùa Tân Chủ Môn tiếp theo. Và cao thủ nào lên ngôi Khải sẽ tiếp tục soi cho anh em xem nha. Ok mọi người ơi.